Rồi nhớ mặc túi đây nha. Nhớ vào phòng nhớ nha. Phải đứng hơi nghiêng nghiêng. Đừng bị lít quá nha. Ok. Chúng ta sẽ cùng chào đón chính Việt Nam Đất Phương Khánh đầu tiên. Xin được giới thiệu giải vàng số 1 Việt Nam. Thank you.
Wow, tôi phải nói một điều thưa quý vị. Có cảm giác như tất cả những khách hàng ngày hôm nay cũng không thể sáng bằng vẻ lung linh huyền ảo và danh sắc cũng như là sự kiểm tra của các thí sinh. Bây giờ tôi sẽ tìm kiếm những bạn có danh hiệu quốc gia đúng với chủ đề của Việt Nam chúng ta là tẩm đại diện Việt Nam. Thế bạn phải đọc danh hiệu quốc nước lần thứ ba của kỳ trong nước thì bạn mới đủ điều kiện để được cấp phép. Như vậy là chúng tôi đã chúng ta đã giúp các bạn có được những cái kiến thức cũng như là ngoại hình, nhưng đó là giúp đỡ các bạn đến với những cái lò đào tạo bậc nhất của thế giới, đó chính là lò đào tạo Việt Nam. Các bạn biết được đâu là những cái gì mà được tập luyện, được trao dồi thân thể, được kỹ năng khác một cách khắc nghiệt nhất để biết được bạn là một người có đủ tiêu chuẩn, đủ tiêu chí để thi học thì đó là học. Bạn muốn nói gì với các khán giả là để cho họ biết cái cách phân định và trân trọng những cuộc thi mà các bạn đã từng đứng lên. Một khi mà mình nghĩ rằng nó là chuẩn quốc gia quốc tế thì khi đó phải có đủ casting toàn quốc, phải có hợp báo khi trước khi sơ tuyển mà bạn có sẽ một cái vòng phụ như là về sơ tuyển, sau đó là đến bán kết, một quá trình được quảng bá như là các bạn sẽ có những cái tiêu chí về quản lý môi trường, bảo vệ môi trường hoặc là những cái thiện nguyện giúp đỡ những cuộc thi sẽ kéo dài đến khoảng 3 đến 4 tháng, đó là một cuộc thi chuẩn quốc gia. Còn những cuộc thi hiện nay thì nó khá nhiều cuộc thi không được cấp phép, vì vậy là họ phải nước ngoài để mà tổ chức ở những khu vực không được đánh giá cao và nghĩ rằng thực hiện rất là